Xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 29 tháng 1 năm 2013 của VTV Phú Yên Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, hội nghị triển khai chương trình kiểm tra, kiểm giám sát năm nay vừa được tỉnh ủy Phú Yên khai mạc vào sáng nay. Bên cạnh triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát của tỉnh ủy, chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị Ban Bí thư, tỉnh ủy Phú Yên cũng đã đánh giá lại công tác kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra tỉnh nhằm củng cố và kiện toàn đội ngũ đảng viên, tổ chức đảng theo hướng trong sạch vững mạnh, làm cơ sở để hoàn thành tốt những nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong năm nay. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát theo quy định của điều lệ đảng, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khuyết điểm. Năm nay, tỉnh ủy Phú Yên chú trọng kiểm tra những nội dung liên quan đến chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản, khai thác hải sản trên các vùng biển xa. Về công tác tuyển dụng công chức viên chức trong hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng đảng hiện nay, đồng thời giám sát các tổ chức đảng trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh ủy. Trong năm ngoái thì với việc thành lập hơn 90 đoàn kiểm tra tại 51 đơn vị và địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên và các ban đảng các cấp đã kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước, các dự án khai thác khoáng sản, việc hỗ trợ bồi thường tái định cư đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2012, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh cũng đã đẩy mạnh công tác kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật trong đảng. Đánh giá cao công tác kiểm tra giám sát năm ngoái, tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận phương pháp kiểm tra giám sát để công tác của năm nay đảm bảo công tâm khách quan, kịp thời sửa sai, kịp uốn nắn kịp thời, có tác dụng trong việc phòng ngừa và giáo dục đảng viên. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối về việc không tăng giá, giữ ổn định giá bán, mức trích quỹ bình ổn giá đối với các chủng loại xăng dầu như hiện hành. Theo đó thì cho phép doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối sử dụng quỹ bình ổn giá tính cho lượng xăng dầu thực tế bán ra như sau. Xăng tăng mức sử dụng là 200 đồng 1 lít, dầu diesel bắt đầu sử dụng quỹ bình ổn giá với mức là 200 đồng 1 lít, dầu hỏa tăng mức sử dụng 100 đồng 1 lít, dầu mazut tăng mức sử dụng là 100 đồng 1 kg. Thời điểm thực hiện đối với mức sử dụng quỹ bình ổn giá bắt đầu từ 16 giờ ngày hôm qua, 28 tháng 1 năm 2013. Trên thị trường bánh kẹo Tết của năm nay thì nhà sản xuất ở trong nước chiếm từ 75 đến 80% thị phần, còn lại là bánh kẹo nhập ngoại. Bánh kẹo nội chiếm ưu thế là do giá cạnh tranh và có xuất xứ rõ ràng. Hiện nay có khoảng 30 doanh nghiệp trong nước và hàng trăm cơ sở sản xuất nhỏ cùng một số công ty nhập khẩu bánh kẹo nước ngoài tham gia thị trường. Theo các doanh nghiệp này thì sản phẩm bánh kẹo nội địa có ưu thế cạnh tranh so với bánh kẹo nhập ngoại do mức giá thấp hơn từ 10 đến 20%, có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường trong và ngoài nước về cả chất lượng và mẫu mã sản phẩm nhờ đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại. Cũng theo các doanh nghiệp thì giá bánh kẹo năm nay có thể tăng từ 5 đến 7% tùy mặt hàng. Để kích cầu sử dụng trong tình hình này thì một số doanh nghiệp đã dừng các hoạt động đầu tư bao bì, mẫu mã để kéo giảm giá thành xuống mức thấp nhất. Tết thường là thời điểm tiêu thụ mạnh các mặt hàng như thuốc lá, rượu ngoại, bia, sữa và thực phẩm, nên đây cũng chính là thời điểm vào mùa làm ăn của những đối tượng chuyên làm hàng giả hàng nhái. Ở thành phố Đà Nẵng thì hàng giả hàng nhái đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên thị trường vào những ngày cuối năm. Đây là toàn bộ lô hàng, loa thùng, đầu tăng âm ly giả nhãn hiệu Arizan của công ty Maseco thành phố Hồ Chí Minh đã được chi cục quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tịch thu tại cửa hàng điện máy Hùng An Bình, quận Liên Chiểu. Do giống nhau hoàn toàn về hình thức bên ngoài, thậm chí cả hai đều có tem chống hàng giả, có phiếu bảo hành chính hãng nên giá cả mà chủ cửa hàng đưa ra là giống nhau. Chỉ có người mua là bị thiệt. Mặc dù hàng giả, hàng nhái xuất hiện tràn lan trên thị trường, nhưng các ngành chức năng chỉ có thể xử lý các hình thức giả mạo nhãn hiệu khi có các dấu hiệu phân biệt hàng giả do chính chủ sở hữu cung cấp để làm cơ sở pháp lý. Trên thị trường xuất hiện một số mặt hàng giả, các cái nhãn hiệu nổi tiếng của Việt Nam, các cái nhãn hiệu mà đã được người tiêu dùng Việt Nam bình chọn. Ví dụ như ngày hôm nay chúng tôi đang tiến hành kiểm tra cái mặt hàng, các cái sản phẩm điện tử của công ty Arian, và chúng tôi là đã phát hiện tại hai cơ sở là có những cái sản phẩm mà người ta đã làm giả. Về mặt pháp luật thì chúng tôi phải có đầy đủ cơ sở để phân biệt được hàng thật hàng giả, do đó là cần có cái sự phối hợp của các chủ sở hữu.
Ngoài cách đánh lừa người tiêu dùng phổ biến hiện nay là nhái thương hiệu, dùng tên gần giống với tên của một sản phẩm uy tín để gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, các đối tượng chuyên làm hàng giả còn sử dụng các hình thức tinh vi hơn là giả ruột, nghĩa là dùng nguyên bao bì của nhãn hiệu đã có thương hiệu và thay toàn bộ ruột sản phẩm bên trong để trục lợi. Càng cận Tết, thị trường Đà Nẵng còn xuất hiện tình trạng buôn bán các loại thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả với quy mô ngày một tăng. Do đó, khi Nghị định 76/2010 bổ sung thêm các khung phạt đối với những hành vi liên quan đến việc kinh doanh thuốc lá nhập lậu, Đà Nẵng đã thuận lợi hơn trong việc xử lý các trường hợp vi phạm. Hiện nay thì trên thị trường thì có thể nói là những cái thủ đoạn kinh doanh buôn bán những mặt hàng không đúng các quy định đang diễn biến, có những diễn biến rất phức tạp. Tức là có nhiều cái thủ đoạn rất tinh vi, thí dụ như là chia lẻ hàng hóa ra, hoặc là lồng ghép vào những lợi dụng những cái mặt hàng mà với cái chủ trương mà hàng Việt Nam, người Việt Nam tiêu dùng ưu tiên dùng hàng Việt Nam để lồng ghép vào những mặt hàng kém chất lượng. Đây là một những cái trọng điểm mà chúng tôi cần phải tập trung kiểm tra, những cái loại bỏ những cái sản phẩm này. Đối với các trường hợp mà xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, giả mạo về nhãn hiệu thì đã có cái nghị định chính bãi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu nghiệp, thì cấp có mức phạt là cũng tương đối nặng. Mức phạt đó thì nó căn cứ theo cái giá trị hàng hóa vi phạm. Thì đối với hàng giả thì theo quy định là xử lý phạt vi phạm hành chính căn cứ theo cái giá trị của hàng thật. Không chỉ xuất hiện ở chợ mà hàng giả hàng nhái còn tràn vào các cửa hàng, thậm chí là các trung tâm thương mại lớn. Với kỹ thuật làm giả nhái tinh vi, những sản phẩm nhái giống hệt từ kiểu dáng đến nhãn hiệu. Do vậy, ngoài nỗ lực của các đội chống hàng giả hàng nhái, Chi cục Quản lý Thị trường Đà Nẵng vẫn cần sự vào cuộc từ chính các chủ sở hữu sản phẩm, và ngay cả người tiêu dùng cũng cần phải lên tiếng khi mua trúng hàng giả trên thị trường. Tiếp tục với những thông tin khác. Mặc dù hiện nay đang là trong mùa cao điểm đón khách du lịch quốc tế, nhưng số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố thì lượng du khách đến từ các thị trường khách truyền thống của Việt Nam và chi tiêu cao đến Việt Nam trong tháng 1 này đã giảm mạnh so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp lữ hành cho biết đây là điểm bất thường của du lịch Việt Nam trong năm nay, và điều này cũng dự báo cho một năm kinh doanh đầy khó khăn của ngành du lịch. Cụ thể, giảm mạnh nhất là khách từ các nước Đài Loan với mức giảm là 40%, khách Pháp khoảng 27%, tiếp theo là khách du lịch từ Anh và Nhật Bản với mức giảm khoảng 10%. Khách Mỹ và khách Trung Quốc cũng có mức giảm thấp hơn. Một số thị trường có khách tăng tương đối là Hàn Quốc, Úc, Nga và Malaysia. Tính chung, du khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 này chỉ tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm trước. Sau 9 tháng phát động, thì cuộc thi tác phẩm báo chí và sáng tác ca khúc với chủ đề Trường Sa và biển đảo quê hương Khánh Hòa do Ủy ban Nhân dân Khánh Hòa tổ chức đã thu hút sự tham gia của nhiều tác giả trong cả nước với những sáng tác về Trường Sa và biển đảo quê hương. Đến nay thì đã có gần 400 tác phẩm tham gia dự thi. Cuộc thi tác phẩm báo chí và sáng tác ca khúc với chủ đề Trường Sa, biển đảo quê hương Khánh Hòa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát động từ tháng 4 năm ngoái. Đến nay đã có 353 tác phẩm dự thi ở tất cả các dạng báo viết, báo ảnh, báo hình, báo nói với những thể loại tác phẩm như phóng sự, ký sự, ghi chép, phóng sự ảnh, bài phản ánh, phim tư liệu. Thời gian nhận tác phẩm dự thi sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 4 của năm nay, sau đó sẽ tiến hành chấm và trao giải. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành đăng tải giới thiệu thông tin của cuộc thi Trường Sa và biển đảo quê hương Khánh Hòa rộng rãi trên những phương tiện thông tin đại chúng để thu hút sự tham gia của các tác giả trong cả nước. Lễ trao giải sẽ được thực hiện vào dịp Festival Biển năm 2013, được tổ chức vào đầu tháng 6 tới. Đây là cuộc thi nhằm tuyển chọn, nhân rộng những tác phẩm báo chí và những ca khúc có chất lượng cao, ngợi ca Trường Sa và biển đảo quê hương, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân về sự nghiệp bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tại tỉnh Phú Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định thành lập nhà hát ca múa nhạc sao biển trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, thì nhà hát ca múa nhạc sao biển là đơn vị sự nghiệp, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng. Biên chế của nhà hát ca múa nhạc sao biển được cân đối trong tổng số biên chế hành chính và sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trước khi nhà hát ca múa nhạc sao biển ra đời, tỉnh Phú Yên có một đơn vị nghệ thuật công lập là đoàn ca múa nhạc dân gian sao biển trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đoàn sao biển được thành lập năm 1989 sau khi Phú Yên tái lập tỉnh. Hiện nay có 54 diễn viên, nhạc công và nhân viên, trong đó có 35 người trong biên chế. Đặc biệt là đoàn sao biển có 3 nghệ sĩ được phong danh hiệu là nghệ sĩ ưu tú là nhạc sĩ Cao Hữu Nhạc, nhạc sĩ Bùi Thanh Hải và biên đạo múa Nguyễn Hữu Từ. Bây giờ là những tin tức về an toàn giao thông. Hệ thống đường sắt Việt Nam được xây dựng từ năm 1881 và đến nay thì hầu như chưa được cải thiện nhiều. Năng lực vận tải thì lớn nhưng khả năng hạn chế thì phần vận tải của giao thông đường sắt ngày càng giảm đã khiến cho những bài toán giao thông Việt Nam trở nên nan giải. Hàng năm cứ đến dịp Tết thì việc mua vé tàu vô cùng khó khăn, nhu cầu lớn nhưng nguồn đáp ứng lại có hạn. Do đó mà người dân đã rất khó mua được vé để sum họp với người thân. Tuy nhiên, sự mất cân đối nghiêm trọng giữa cung và cầu trong ngành đường sắt chỉ diễn ra trong khoảng gần 2 tháng trước và sau Tết Nguyên đán. Còn lại vào những tháng khác trong năm, tàu luôn có rất nhiều chỗ trống và thậm chí là toa trống vì không có hành khách. Khả năng vận tải của ngành đường sắt hạn chế sẽ dồn gánh nặng cho ngành đường bộ và hệ lụy là gây áp lực vô cùng lớn lên hệ thống đường bộ, nơi mà tình trạng mất an toàn luôn cao hơn với người và xe lưu thông. Hiện nay đã sắp gần đến Tết Quý Tỵ và mặc dù các ngành vận tải đều đã rất tích cực vào cuộc nhưng không cơ quan chức năng nào dám khẳng định là sẽ quản lý được chuyện cò vé hay là tăng giá nhồi nhét khách. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, liên ngành chức năng sẽ tăng cường kiểm tra xe chở quá tải và sẽ xử phạt thật nặng nếu vi phạm. Các đơn vị vận tải không niêm yết số điện thoại đường dây nóng cũng sẽ bị lực lượng chức năng xử lý. Tổng cục Đường bộ nhận định là lượng khách đi lại trong dịp Tết năm nay sẽ tăng không quá 5%. Sở Giao thông Vận tải các tỉnh và các bến xe đã lập kế hoạch bố trí tăng cường các chuyến xe đi vào những ngày cao điểm trước và sau Tết để đảm bảo hành khách sẽ đi trong ngày chứ không phải chờ qua đêm và sẵn sàng điều động phương tiện chuyển bớt số khách quá tải trên những chuyến xe bị xử lý. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu bến xe tăng cường kiểm soát để đảm bảo là không có tình trạng khi xe xuất bến thì đã bị quá tải. Còn trên đường thì lực lượng tuần tra kiểm soát của Cảnh sát Giao thông và Thanh tra Giao thông sẽ phối hợp xử lý, kiểm tra những trường hợp chở quá tải. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh báo cáo là hoàn toàn có thể đáp ứng đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán này. Năm 2013 thì tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục phối hợp và thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện các mục tiêu để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trước mắt là các địa phương, ngành chức năng phải tập trung đảm bảo giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết và số người bị thương trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Tỉnh Bình Định yêu cầu lực lượng công an, thanh tra giao thông các sở, ngành liên quan tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho mọi người, đặc biệt là tập trung vào thanh thiếu niên, học sinh. Lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về chở quá tải trọng, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Trong năm ngoái, tuy số người chết do tai nạn giao thông tại tỉnh Bình Định có giảm nhưng vẫn đứng thứ 6 trong toàn quốc. Công tác phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm chưa quyết liệt. Tại tỉnh Phú Yên, vào lúc 7 giờ 15 phút sáng hôm nay tại ngã tư Hùng Vương và Trần Hưng Đạo, thành phố Tuy Hòa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và người đi xe đạp. Vào thời điểm này, bà Trần Thị Thảo sinh năm 1955 và Nguyễn Thị Đào sinh năm 1958 cùng trú ở khu phố 3, phường 4, thành phố Tuy Hòa, đạp xe đạp trên đường tập thể dục về. Khi đến ngã tư Hùng Vương, Trần Hưng Đạo thì đã bị xe buýt mang biển kiểm soát là 78K7384 của doanh nghiệp tư nhân vận tải du lịch xe buýt Anh Tuấn tông trực diện từ phía sau. Hậu quả là bà Trần Thị Thảo bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Riêng bà Nguyễn Thị Đào do đi phía trước nên bị va quệt nhẹ. Được biết trước đó, tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, xe buýt của doanh nghiệp quốc tư cũng đã gây ra tai nạn với xe mô tô, làm một người chết và một người bị thương nặng. Chỉ mới đầu năm nhưng hai doanh nghiệp xe buýt tại Phú Yên lại liên tục gây ra tai nạn. Thêm một lần nữa thì người dân tiếp tục lo lắng và mong mỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cơ quan chức năng trong việc chấn chỉnh tình trạng xe buýt gây ra tai nạn giao thông. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự ngày hôm nay của VTV Phú Yên Đài Truyền hình Việt Nam. Kính chào tạm biệt quý vị. Sau đây là dự báo thời tiết trong ngày.